Em vừa bắt được 4 con sâu màu sắc rất là đẹp ha mọi người. Nhìn cái gai của nó tua tủa luôn nha. Nó ăn trên cái cây này nè mọi người. Em rẽ một cái nhánh cho mọi người xem. Đây. Cây này chỗ em gọi là cây muối đó. Hy vọng là nó sẽ nở thành bướm, con bướm xinh đẹp. Để em nuôi, khi nào nó thành bướm em sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Nhìn nó rất là đáng sợ, nó giống như cái loại sâu bắn gì đó. Nhưng mà nó không có bắn, không có ngứa gì hết trơn á. Thấy em đụng nó không? Cái gai nó cứng lắm. Nó tua tủa gì nè. Để em gâm lại gần nè. Đó. Ở dưới bụng nó cũng có luôn. Nhưng mà nó hiền queo à. Thấy nó dữ dằn vậy chứ. Đụng nó hiền queo à. Không có bị sâu hết. Rất là đẹp. Cái giống sâu này mình mới nhìn thấy luôn, ra mớp mới thấy luôn á, cho nên là không có biết được nó nở con bướm nó sẽ như thế nào.